Xuất hiện quán cà phê ruộng lúa hot nhất miền Tây, không tốn tiền đầu tư vẫn hút khách rần rần. Trên các hội nhóm fanpage, hình ảnh quán cà phê ruộng lúa đang được chia sẻ rộng rãi với lượt tương tác khủng. Được biết vị trí quán thuộc tỉnh Trà Vinh, toàn bộ kiến trúc diện tích được đặt trên một thửa ruộng khô với vài bộ bàn ghế được kê chuẩn giãn cách dọc theo cánh đồng. Quán cà phê dân dã đi ngược mọi nguyên tắc thiết kế, kiến thức ngành F&B này khiến netizen Việt có nhiều quan điểm trái ngược. Đồng tình là thú vị nhưng nhiều người cũng chỉ ra rằng quán không thể mở lâu, hoạt động theo mùa vụ vì ruộng lúa còn cày cấy, gặt. Giữa trưa nắng hay trời mưa là chịu, không bán nổi vì chẳng có gì che chắn thế kia. Tối ngồi đây thì mũi tha người luôn. Xác định hôm nào thiên thời địa lợi thì mở, hôm nào thời tiết đất đai có làm sao thì đóng. Lịch hoạt động không cố định, khách khó nắm bắt. Nhưng nhìn nhận mặt tích cực thì không gian quán quả là có 102. Người lớn có thể ngồi hóng gió, ngắm hoàng hôn buổi chiều. Trẻ con có chỗ chạy nhảy vui chơi. Nhất là trong bối cảnh nhiều người đang tìm đến các hình thức du lịch, tận hưởng thiên nhiên thì mô hình này khá là tiềm năng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.